Xin chào các bạn. Thắng ơi vừa từ quán bánh mì Piu Piu trở về tới nhà và ngay bây giờ thì Thắng ơi sẽ review về những cái sản phẩm bánh mì mà hiện là Piu Piu đang cung cấp cho anh chị em và các bạn. Trước khi review trực tiếp những cái sản phẩm mà Piu Piu đang cung cấp thì Thắng ơi xin được dành cho ít phút thời gian chia sẻ với những bạn trẻ ở độ tuổi từ 20 tới 30 về cái gương gọi là gương kinh doanh mà gương làm ăn kinh doanh của bạn Piu Piu, một trong những cái bạn trẻ sinh năm 1991 là cựu du học sinh của Úc và trở về Việt Nam gây dựng một cái studio riêng và trở thành bình luận viên game online chuyên nghiệp, nó gọi là streamer game, gọi là bên lĩnh vực game, và sau đó thì mở rộng sang các cái lĩnh vực khác. Và hiện nay thì Piu Piu là một trong những streamer có cái lượng người theo dõi sub kênh trên YouTube khá là lớn, lên tới 2.924.028 người đăng ký tính tới ngày 11 tháng 4 năm 2019. Piu Piu được biết đến với rất nhiều những video bình luận về game, bình luận về những cái vấn đề của cuộc sống, với rất nhiều các cái chương trình mà Piu tâm sự đêm khuya tối thứ tư hàng tuần mà được rất nhiều các bạn trẻ gọi là đón xem và mọi chờ đợi những cái chia sẻ rất là thực tế về cuộc sống, về đời, về những cái gỡ rối trong những cái khúc mắc của những bạn trẻ được Piu làm. Và khi mà số lượng người theo dõi cũng như là yêu mến Piu lên tới 2.924.028 người như ngày hôm nay thì Piu đã bắt đầu khởi sự cái việc kinh doanh bên ngoài của mình bằng việc là mở ra cái quán gọi là quán bánh mì Piu Piu. Bánh mì Piu Piu là một trong những thứ mà theo cái góc nhìn kinh doanh của những người làm kinh doanh, xây dựng thương hiệu cũng như là tư vấn tài chính doanh nghiệp, Thắng ơi xin được chia sẻ vài ý với quý anh chị em và các bạn về cái dự báo khả năng thì bánh mì Piu Piu còn có thể thành công hơn nữa, thậm chí là sẽ mở ra những cái chuỗi hệ thống bánh mì gọi là nhiều khắp Việt Nam. Lý do tại sao lại như vậy thì chúng ta bắt đầu với cái câu chuyện mà Thắng ơi muốn chia sẻ với anh chị em và các bạn, đó là chợ lẻ, chợ tạm và các loại chợ truyền thống so với các cái cửa hàng, các cái siêu thị smart hiện đại như ngày hôm nay, thì chúng ta thấy được rằng là sự thay thế của việc cái việc buôn bán kinh doanh nhỏ lẻ bằng các cái doanh nghiệp chuyên nghiệp và mở những cái trung tâm thương mại cũng như các cái siêu thị, đó là xu hướng tất yếu. Và câu chuyện này thì nhiều người sẽ nói với Thắng rằng là ôi cái ông Piu Piu này bán bánh mì thì có gì là mới lạ đâu, ngoài đường thì thiếu gì các bà bán bánh mì, các ông bán bánh mì ở ngoài đường rất tiện lợi, dễ mua dễ bán. Vâng, tại sao thì Burger King, Lotteria hay là thậm chí là rất nhiều các cái thương hiệu về bánh hamburger nổi tiếng trên thế giới đến Việt Nam thì đến ngày hôm nay cũng thực sự là chưa thành công, thậm chí là không muốn nói rằng là thành công rất là ít tại thị trường Việt Nam. Thậm chí cả McDonald's cũng không lấy được những cái thành công gọi là vang dội tại thị trường Việt Nam. Lý do lại sao lại như vậy? Lý do là bởi vì họ không bán cái thứ bánh mì mà người Việt Nam cần. Họ đến Việt Nam và họ đem vào Việt Nam những cái hamburger, những cái sản phẩm đồ ăn nhanh theo cách của các thương hiệu này đang làm. Còn người Việt Nam thì sao? Người Việt Nam đã quen với một cái gọi là cái thương hiệu, một cái bánh mì truyền thống mà rất dễ nhận biết ở tất cả các cái quầy hàng ở ngoài đường, ở các góc đường, ở bất kỳ một nơi nào, những cái xe đẩy bánh mì truyền thống đôi khi mỗi ngày bán cả hàng vài trăm, thậm chí hàng nghìn cái bánh mì vẫn luôn luôn tồn tại, và cuộc chiến âm ỉ giữa bánh mì truyền thống và các loại sản phẩm đồ ăn nhanh của thế giới đã càng ngày càng khốc liệt. Và nhưng cuối cùng đến ngày hôm nay chúng tôi cũng vẫn luôn khẳng định rằng là các thương hiệu lớn trên thế giới đến Việt Nam không thành công trong lĩnh vực này. Tuy vậy còn Piu Piu thì sao? Hôm nay tôi đã mua 10 cái bánh mì của Piu Piu, và Piu Piu là một trong những cái bạn trẻ mà thực sự là một du học sinh khi mà trở về Việt Nam làm streamer, làm cái người gọi là bình luận về game, rồi sau đó bình luận về các vấn đề gỡ rối tơ lòng, tâm sự đêm khuya trong nó gọi là cái chương trình của Piu Piu gọi là tâm sự đêm khuya tối thứ tư hàng tuần,
rồi rất nhiều những cái chương trình, ví dụ như karaoke tâm sự, rồi lượn lờ với Piu Piu, rồi Piu Piu với game review game, và rất nhiều các vấn đề khác. Thì đầu tiên nhận được cái sự phản đối rất là kịch liệt của gia đình cũng như bạn bè, nhưng mà cậu này đã thể hiện rằng là mình thành công và cuối cùng đạt tới một cái mức thành công như ngày hôm nay, thực sự là rất lớn. Và Piu Piu đã có một cái tư duy, một cái cách nghĩ rất là khác thôi anh chị em và các bạn. Piu Piu làm bánh mì và bán cái thứ mà người Việt Nam cần, tức là bánh mì truyền thống, rất truyền thống luôn. Đây là cái ổ bánh mì của Piu Piu anh chị em và các bạn. Ổ bánh mì Piu Piu truyền thống, rất đời thường và cực kỳ dễ ăn, và giống y hệt những cái bánh mì ở tất cả các góc đường mà mọi người đang và đã bán. Và chỉ khác một điều, đó là Piu Piu chuẩn hóa bánh mì và đưa bánh mì thành một cái đẳng cấp, tức là bánh mì truyền thống có đẳng cấp hơn, vào trong cửa hàng đảm bảo vệ sinh hơn. Và bên cạnh đó nữa thì được sự ủng hộ của gọi là cộng đồng mạng cũng như là những fan hâm mộ Piu Piu, thì hai cửa hàng đầu tiên của Piu Piu tại tôi không nhớ số bao nhiêu quốc tịch đấy, và 84D5 phường 25 quận Bình Thạnh là hai cửa hàng hiện nay thì là rất là thành công. Bánh mì Piu Piu đây, mì Piu Piu ở quốc tịch, để tôi search anh chị em và các bạn xem vị trí ở quốc tịch. Số 66 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao ngày hôm nay tôi lại nói về câu chuyện này, tôi lại chia sẻ câu chuyện này? Bởi vì câu chuyện này nó liên quan tới một câu chuyện khác, đó là bạn Khoa Bắc. Và khi mà Piu Piu đưa ra những cái bình luận về câu chuyện đánh giá sao cho các cái điểm nhà hàng, sức ăn với cái quan điểm cá nhân của Piu, thì đã bị ảnh hưởng rất là lớn trong cái câu chuyện bị cộng đồng cư dân mạng đánh giá một sao. Và thực sự thì tôi đã muốn làm về câu chuyện gương kinh doanh của Piu Piu rất lâu rồi. Gương kinh doanh của một bạn trẻ sinh năm 1991 với số lượng người theo dõi trên YouTube gần 3 triệu, 2 triệu 9 người, và rất nhiều fan hâm mộ trong rất nhiều các lĩnh vực, cùng với việc sự ủng hộ nhiệt tình của fan hâm mộ của những người gọi là yêu mến, đã giúp cho hai quán bánh mì của Piu Piu tại Út Tịch, quận Tân Bình, và Piu Piu tại đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh, gần với cơ sở 2 Đại học Ngoại thương, thành phố Hồ Chí Minh. Thì đó là vài cái chia sẻ, và tôi xin đi review chi tiết từng món một của Piu Piu bán hiện nay. Thì ở đây có 10 món khác nhau, và mỗi món thì nó có một cái vị khác nhau để cho anh chị em và các bạn chọn lựa, gồm có bánh mì bò. Bánh mì bò ở đây chị em và các bạn là bánh mì truyền thống, và bên trong thì có rất nhiều bò thưa anh chị em và các bạn. Đây, rất nhiều bò nha anh chị em và bạn. Đó, chỉ có bò và rau với các thứ thôi. Đấy, cái cách làm của bạn Piu thì tôi thấy rằng là sẽ đi xa, rất là xa, chuẩn hóa được cái hệ thống bánh mì truyền thống của Việt Nam, và đưa được đến cái việc là cái trách nhiệm về an toàn vệ sinh thực phẩm, người tiêu dùng sẽ tin tưởng hơn khi mà vào các cái tiệm như này. Còn đây là bánh mì XX, không biết là bánh mì gì, bánh mì chắc là bánh mì đây, rất nhiều thứ. Thịt quay chị em và bạn, đây chị em và bạn ha, rất nhiều món. Và tôi thì cũng không phải là người review về ẩm thực du lịch, nên là tôi cũng không đi xuyên về cái lĩnh vực là cụ thể là như nào. Ở đây có bánh mì gì đây ạ, đó đây, rất nhiều món bánh mì khác nhau. Đây có lẽ là bánh mì gà, vâng, bánh mì gà và cái gì đấy tôi cũng không rõ nữa. Nói chung là rất nhiều các cái món khác nhau, nào là bánh mì gà cay này, bánh mì trứng này, bánh mì bò này, bánh mì Hàn Quốc này, bánh mì rất nhiều, tôi cũng không rõ là những cái gì nữa. Tóm lại là đây là rất nhiều, tôi đã mua khoảng 10 cái bánh mì của Piu Piu về đây để review với quý anh chị em và các bạn. Và cái cách mà làm của bạn Piu thì có thể sẽ đem lại được một số cái bài học và cái động lực thúc đẩy cho anh chị em và các bạn, những bạn trẻ đang có gọi là mong muốn hay là đang có hoài bão kinh doanh, thì hãy bắt đầu ngay từ hôm nay, hãy làm đi, hãy chiến đấu đi và hãy thành công đi. Mong rằng là những cái chia sẻ của Thắng đem lại những hữu ích, đem lại tinh thần động lực cho anh chị em và các bạn đang có mong muốn triển khai cái hoạt động kinh doanh của mình, và nhanh chóng hãy triển khai và thành công nhanh chóng giống như bạn Piu đã làm.
và đã chứng minh với mọi người rằng là không phải cứ du học sinh nước ngoài về rồi phải làm ở một cái doanh nghiệp hoành tráng nào đó mà hãy bắt tay vào câu chuyện kinh doanh của mình và hãy thành công như Piu Piu. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn.